Nào đầu tư tháng 2 bộ bài luôn. Đi đã từ từ rồi mua nhà đi hồ ta kéo lại. Thôi không có đường. Đường đi không có ai với cầm á. Múc rồi ra. Ủa, cái này quay luôn à? Ừ. Còn cái là quay luôn hai cái. Xíu ra một chuyện. Trang rồi, trang bài xin tặng. Vừa mấy rồi? 18 rồi. Vãi rồi hả? Ừ. Nghe đi. Nghe đi. Cái này cái thứ 5 đúng không? Chị xuống giùm chị xí nghe. Đèn trên này hơi tối, hơi xa. Cục bụng dễ thương. Ly là bé chát là đúng rồi đó. Vàng hay miếng vàng mà muốn lì ghế trên trán lì kinh đây ta, chắc cũng đau rồi đó. Đau rồi đúng không em? Ừ, không không à, đỡ đau không biết. Cái mặt này như là yêu quá rồi lì gì trời, không ra nổ luôn á. Lì với cục của lì trước kìa. Anh trán luôn. Cuối cùng ra một bẫy và có xìu xìu mà lấy cái gì. Tối nè, cái thằng tháo khó chịu ấy. Tối phải mà lo cảnh sát. Buồn khó nằm. Không có cái đầu. Đi mua bộ bài đó hả? Hôm nay vẫn nhiều nè. Yeah.
Ta nhớ vừa hôm nó ông Huệ ông đuổi không mà tao bắt tậu luôn, tao cười sợ. Thở rồi. Tráng khó nặng hề, muốn lì kinh luôn. Lì mà lại nhỏ không sướng mà. Đi gần á.